Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó có cái thương hiệu là Kubota nha. Và nó có cái tên riêng là DBC265. Cái máy cắt cỏ này nó được thiết kế rất là nhỏ gọn nha các bạn, thích hợp cho giới phụ nữ và người lớn tuổi nha. Rất là nhỏ gọn nhưng mà cái công suất nó không có nhỏ tí nào hết các bạn. Nó có cái một cái nòng xi len là 34 ly nha. Đường kính nòng xi len 34 ly và dung tích nó là 26cc. Tầm chạy rất là mạnh mẽ các bạn. Dòng này nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, để giúp cho người khởi động rất là nhẹ nhàng nha. Chụp giật trợ lực thích hợp cho người lớn tuổi và giới phụ nữ nha. Nắp sàn kính nha các bạn. Nắp sàn kính không có lỗ thông hơi nha, nó có thiết kế lỗ thông hơi riêng nha. Đây, sàn cộng với nhớt nha các bạn. Tỷ lệ cỡ khoảng 20/1 cho tới 25/1 nha các bạn. Đó là khuyến cáo của nhà chế tạo máy nha. Ha. Rồi. Kế tiếp là nó được mang một cái chế hòa khí Wanro hai kim nha các bạn. Chụp giật trợ lực. Chụp giật trợ lực các bạn. Chế hòa khí Wanro hai kim ha. Đây, chế hòa khí của nó rất là đẹp các bạn. Đây, các bạn xem. Mình cho các bạn xem cho rõ nha. Mình tháo cái chụp bô ra cho các bạn xem cho rõ. Đây, chữ Wanro nó đây các bạn. Đây, Wanro ha. Các bạn quan sát xem chữ Wanro nó. Các bạn có thể chụp hình lại nha. Chữ Wanro là các bạn. Và nó có đóng made in Japan trong lốc luôn nha các bạn. Có số series, có made in Japan trong lốc, đây số series đó các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại nha. Mình quay thật chậm cho các bạn chụp hình lại. Đây là xúc kết công tắc ha. Xúc kết công tắc dây ga 3 tép nha. Dây ga 3 tép rất là bền bỉ ha. Có tích hợp công tắc ở tay cầm nha. Đây là lỗ thông hơi của nó đây các bạn. Ở đây có những cái logo của máy đây ha. Logo của máy ở trong này. Và made in Japan thì thật ra là chữ made in Japan này rất là khó thấy nha các bạn. Để mình cho các bạn xem nha. Chữ made in rất là made in Japan rất là khó thấy luôn. Đó, các bạn ha. Thấy không? Các bạn xem. Các bạn có thể chụp hình lại nha. Các bạn. Mình gọi đèn nó cũng không vô tới cái chữ made in Japan này các bạn. Này. Quá mờ luôn. Không có lấy nét được các bạn. Nha, các bạn cố nhìn xem ha. Made in Japan. Các bạn không có tay nào để mình lấy nét được hết. Đấy, đó, rõ rồi các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại ha. Made in Japan rất là uy tín luôn ha. Các bạn chụp hình lại đi ha. Rồi, đại khái máy vậy nha. Lẽ mình gắn cái bô vô rồi mình cho các bạn quan sát tiếp nha. Rồi soi cái chữ ra băng thiệt là rất là khó ha. Đây, mình cho các bạn quan sát tiếp. Bộ lửa ra đây các bạn.
sáng đẹp luôn. Kubota đây các bạn. Phía dưới nữa đây. Rất là đẹp. Ốc ác còn sáng trưng luôn ha. Tay ga đây ha, tay ga giữ có tích hợp công tắc đây các bạn, cùm ở đây, tay nắm rất là mềm mại nha. An toàn sử dụng nha các bạn, Kubota chắn cỏ nó đây các bạn, cùi nó đây. Cùi này cùi 24/7 nha các bạn. 24/7. Kho chống dính cỏ bằng nhựa. Ở dưới này có chống mài mòn này các bạn. Chống mài mòn ha. Trên này có chống dính cỏ. Rất là êm các bạn. Rất là êm ái. Cái lỗ này cha mỡ bò nha các bạn. Và đây nó có cái lỗ chốt này ha. Các bạn đưa cây ba ly vào các bạn sẽ gài được cái dao này để mình tháo lưỡi ra cho dễ ha. Tổng thể cái máy mình đó các bạn. Để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đây, rất là nhạy nổ luôn. Đầu tiên máy mình nguội thì mình cũng bơm xăng. Bơm xăng đây ha các bạn. Đây có nấm bơm xăng đây ha. Rồi đóng e ha. Đóng e là kéo về trên nè. Mở e ra ha. Đóng e nó sặc một tiếng là mình mở e ra ha. Nếu nó chưa sặc là mình tiếp tục mình giặt cho nó sặc một tiếng. Vậy là mở e ra là nó nổ luôn ha. Rồi để mình khởi động cho các bạn xem ha, máy rất là nhạy nổ luôn, trợ lực nha các bạn. Rất là nhạy nổ, kéo từ từ, kéo từ từ, kéo nhanh. Dòng máy Kubota này là máy đời mới nha các bạn. Đây rất là đã luôn. Canh ti nổ rất êm, bóc rất là dữ luôn các bạn.
Rồi, cái video mình giới thiệu cái máy Kubota DBC265 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.